Galaxy Fold 2 cùng thiết kế gập mới mẻ. Dù gặp bất chắc kể từ thời điểm ra mắt do sản phẩm mẫu gặp lỗi, chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Samsung, Galaxy Fold, đã nhanh chóng được khách hàng đón nhận khi tung ra thị trường. Do vậy, không quá ngạc nhiên khi Samsung đã sẵn sàng để ra mắt thế hệ mới của chiếc smartphone màn hình gập này. Theo tờ báo The Bell, Hàn Quốc, dẫn lời các nguồn tin thân cận từ Samsung cho biết Galaxy Fold 2, tên gọi tạm thời của phiên bản Galaxy Fold mới, sẽ được ra mắt vào tháng 4 năm sau hai tháng sau khi Samsung trình làng phiên bản Galaxy S11. Như vậy, tin đồn về việc Samsung sẽ hợp nhất dòng Galaxy S và Galaxy Fold nhiều khả năng sẽ không trở thành sự thật hoặc chí ít là chưa diễn ra vào năm sau. Nếu Galaxy Fold 2 thực sự ra mắt vào tháng 4 năm 2020 thì sản phẩm này xuất hiện chỉ 6 tháng sau khi Galaxy Fold được bán ra thị trường. Trước đó, Galaxy Fold được giới thiệu hồi tháng 2 năm 2019 và dự định bán ra thị trường vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, một số sản phẩm mẫu của Galaxy Fold bị lỗi màn hình dễ bị dạn vỡ sau một thời gian ngắn sử dụng, nên Samsung đã buộc phải hoãn ngày ra mắt sản phẩm và chỉ mới bán ra trở lại vào tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, việc Galaxy Fold 2 sớm được ra mắt cũng có thể là điều dễ hiểu, khi mà Galaxy Fold hiện chỉ bán ra với số lượng hạn chế tại một số quốc gia, nhưng đều nhanh chóng cháy hàng và nhận được phản hồi tích cực từ phía thị trường. Do vậy, Samsung muốn đẩy nhanh việc tung Galaxy Fold 2 ra thị trường để có thể đáp ứng được nhu cầu từ phía người dùng.